ra 25 món của nhà hàng nha. Của anh Đào. Sò nướng của hành. Gỏi cuốn. Đúc tôm càng xanh, hình như dòng có món này là thấy hấp dẫn thôi bạn ơi. Món này chưa ra các bạn, bánh xèo chúng ta để uống. Nhà hàng Hoa Đào xin hân hoan chào đón quý khách và Hoa Đào xin hân hoan chào đón quý khách với tôi và nhân bữa tiệc buffet hôm nay, xin nhà hàng xin chúc quý khách có một buổi trưa thật là ngon miệng và một kỳ vui chơi bên gia đình và người thân. Ngoài cái bữa tiệc hôm nay thì chúng tôi có mời một nhà ảo thuật gia để phục vụ quý khách trong buổi trưa hôm nay, đó là nhà ảo thuật gia Lâm Hải Triều. Một chút xíu nữa sẽ mời quý vị lớn lên sân khấu, chúng ta cùng thưởng thức màn ảo thuật của Lâm Hải Triều. Này thuốc lốt các bạn, gò Hey.
người khác vậy. Thôi trời gấp nóng quá. Mở cái nhà đi. Ok, rồi. Sao mấy tôm cho kế nó ăn mẹ. Con lấy ra coi. Ấy trời. Đã kêu lấy ra. Rồi ăn đi, ăn xong tính. Chưa có ấy. Rồi rác kìa. Rác rác đó. Ốc là gì trời, lĩa hả? Lạc quá. Cái chợ. Đi lấy. Nghe chưa, nghe chợ tròn này không? Nghe chín luôn. Sẵn ớt. Cái gì, ăn chưa chợ tròn này không? Ăn từ từ. Chuẩn bị đó, ăn đi. Ăn bớt đi. Thank you.
trời. Rồi lấy dao rồi. Rồi lấy dao hả? Rồi chứ không? Dao đặng á.